Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kimoto. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ đi review và khui hộp cái mẫu sản phẩm billet cực kỳ là nhỏ gọn nhưng nó lại có một cái độ sáng khá là khủng. Và trên tay mình lúc này mình đang cầm nó chính là một cái hộp của thương hiệu IS. Và cái hộp thương hiệu của IS này thì bên mình cũng có vài cái video nói về cái thương hiệu IS, về những cái sản phẩm billet của thương hiệu IS này rồi. Thì những cái phần hộp như này thì các bạn cũng không lạ gì với những cái video lần trước. Thì tất cả các sản phẩm của thương hiệu IS thì họ sẽ dùng một cái mẫu hộp chung cho các cái sản phẩm của họ, và nó chỉ khác là những cái sản phẩm ở phía bên trong thôi. Thì như thường lệ, cái hộp của họ thì tông nền chủ đạo nó vẫn là màu đen, và ở trên cái hộp này nó điểm xuyết thêm một vài cái sọc màu xám và màu đỏ. Cái sọc màu xám này nó sẽ là cái biểu tượng của cái chữ IS như ở đây tay mình đang chỉ ở đây. Và xung quanh cái hộp này thì ở cái hộp này thì họ sẽ dán cho chúng ta cái mẫu tem của cái sản phẩm này, nó có chữ là IS LED. Ở đây thì mình chỉ nhìn rõ là số 52mm 6K ở đây thôi, còn lại thì nó là tiếng nước ngoài, tiếng Trung Quốc, nên là mình nhìn mình sẽ không hiểu. Và ở phần dưới này họ sẽ in cho chúng ta cái mã QR để chúng ta check hàng xịn chính hãng. Và cái hộp này nó sẽ là sản phẩm hàng xịn chính hãng. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi khui hộp cái sản phẩm này ra. Thì khi khui hộp cái sản phẩm này ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong nó sẽ có những cái phần nêm cạc như thế này. Thì cái phần nêm cạc như thế này thì do bên mình có thể thêm vào. Đây là cái phần nêm cạc do bên mình. Và tiếp theo thì ở trong hộp nó sẽ có cái phần nêm cạc, có cái thẻ như thế này. Nó sẽ là thẻ chứng nhận chính hãng, có con dấu đỏ của công ty IS ở đây. Và tiếp theo thì ở trong sản phẩm của chúng ta nó sẽ có một cái lớp xốp khá là dày như thế này để bảo vệ cho 2 MB của chúng ta ở đây. Và ở giữa sẽ có hai cái phần driver. Thì MB này nó sẽ có phần driver rời như thế này, nó cũng khá là hay và tiện. Thì tí nữa thì mình sẽ giải thích tại sao là những cái phần B có phần driver rời như thế này thì nó sẽ tiện. Và bây giờ là mình sẽ khui những cái phần driver như này lên cho các bạn coi. Đó, thì ở đây sẽ có 2 bi và chúng ta sẽ có kèm theo là 2 em driver như thế này. Thì những cái hình thù của những cái em driver như này thì nó cũng là cái mẫu chung của các cái sản phẩm của dòng IS hiện tại, thì đều sử dụng những cái mẫu driver dạng như thế này. Đó, thì ở hai bên cái phần driver này chúng ta sẽ có hai cái phần tay này, thì khi chúng ta bắt lên xe thì có thể là dùng cái dây thít để chúng ta thít nó cố định vào cái phần khung, phần đầu nhựa trên xe của chúng ta, đi nó không bị lọc sọc. Rồi thì mình sẽ để sang một bên. Thì ở đây sẽ có 2 MB ở hai bên. Rồi mình sẽ để nó riêng ra bên này. Thì ở trong hộp chúng ta sẽ có khá nhiều vũ kiện. Thì ở đây là mình sẽ nhìn thấy là có dây ở đây. Ô, cái hộp này có đến 3 cái cọng dây luôn. Cái này là chắc là do nhà sản xuất họ cho thêm vào. Đó, thì những cái phần dây này sẽ là dây để kết nối chế độ màn chập, chế độ pha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái túi. Hai túi này giống nhau thì mình sẽ để lại. Đó, thì ở trong cái túi này của chúng ta, nó nhà sản xuất thì họ sẽ tặng kèm cho chúng ta những cái phần bát ốc như thế này. Đó, rất là nhiều cái phần bát ốc như thế này. Đó, thì xe của chúng ta nó là những cái loại chân như thế nào thì chúng ta sẽ nhặt đúng cái loại chân như thế để chúng ta lắp lên xe. Thì ở đây thì ví dụ như xe chúng ta là chân H4 thì chúng ta sẽ dùng cái bát to như này, chân H4 này. Chân H7 thì chúng ta sẽ dùng cái bát to này. Chân 9905, 9902 thì chúng ta sẽ dùng những cái bát như thế này. Đó, thì ở đây có khá là nhiều bát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bát các bạn nhé. Cực kỳ là nhiều. Và những cái phần gioăng cao su như thế này để chúng ta lắp vào xe, độ như zin sẽ không phải cắt khoét cái pha nữa. Thì chúng ta sẽ cho cái phần này vào cái phần đuôi để chúng ta lắp vào phần pha thì nó sẽ không gây sức cái chóa của chúng ta. Và ở đây sẽ có thêm những cái phần đai như thế này. Thường là bên mình hay độ cho những cái chiếc xe máy thì sẽ những cái phần ốc này sẽ không cần. Thỉnh thoảng là bên mình sẽ độ cho những cái chiếc ô tô mà có những cái chiếc chóa cực kỳ là nhỏ. Thường là những cái phần pha của những cái chiếc xe ô tô thì nó khá là nhỏ, thì chúng ta sẽ phải cần dùng đến những cái phần bi như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần bi như thế này để tăng sáng hiệu quả cho những cái chiếc xe như thế. Rồi thì bây giờ là mình sẽ để những cái phần hộp này sang một bên. Và bây giờ là mình sẽ khai quật những cái MB này ra cho các bạn chiêm ngưỡng. Nhà sản xuất thì họ cũng khá là cẩn thận khi mà bọc cho chúng ta những cái lớp ni lông như thế này để nó bảo vệ khỏi bị bụi vào những phần bi như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi một vòng cái MB IS có kích thước là 2 inch ở đây. Rồi, như thường lệ thì mình sẽ review cho các bạn từ cái phần đầu bi cho đến phần đằng sau này. Thì như các bạn cũng đã thấy thì trước mắt các bạn nó chính là MB IS có kích thước size của len kính là 2.0. Và cái phần len kính này thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là em này được tráng một cái lớp AR màu xanh trong các bạn nhé. Nhìn khá là đẹp và bắt mắt đó. Thì hiện tại là em đang bật mấy cái đèn nó chiếu vào cái chỗ em đang quay đây, cho nên là cái màu xanh ở trên cái phần lốp kính ở đây sẽ khó phát hiện. Đó, em thay đổi góc chiếu như thế này thì sẽ nhìn thấy cái kính nó màu xanh. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái pad. Về cái phần pad của MB này được làm bằng sắt các bác nhé, được làm bằng sắt. Đó, nó khác hẳn với lại những cái mẫu bi khác là những cái phần pad này được làm bằng nhựa, và MB này được làm hẳn bằng sắt. Đó, và được sơn một cái màu sơn đen bóng khá là đẹp. Về chất liệu được làm bằng sắt như thế này thì nó sẽ tăng cường cái sự cứng vững cho cái phần đầu thấu kính của chúng ta ở đây. Và khi những cái đầu bi như thế này được làm bằng sắt thì nó sẽ cho cái độ
chịu lực tốt hơn, cũng như là cái độ gia công của những cái phần bằng pad như thế này, bằng sắt như thế này thì nó sẽ khó khăn hơn là những cái phần bằng nhựa đó. Mặc dù là một mẫu bi có kích thước size chỉ có 2 inch khá là nhỏ nhắn và giá thành khá là rẻ, nhưng nhà sản xuất cũng trang bị cho cái phần pad của MB ở đây, nó là pad sắt đó, và những cái đường dập như thế này mình thấy là khá là sắc sảo và đẹp, nó không có những phần chi tiết giảm sửa, cho thấy là những cái bi của dòng IS này có cái độ gia công và độ hoàn thiện khá là cao cấp. Và tiếp theo thì ở phía mặt dưới ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái màn chập. Cái màn chập này nó sẽ có công năng là thay đổi chế độ pha cốt. Khi mà chúng ta bật công tắc ở chế độ pha thì cái phần màn chập này nó sẽ là cơ cấu nam châm điện. Khi chúng ta cấp điện vào đây thì nó sẽ hút cái phần màn chập ở đây để nó đóng mở, nó thay đổi chế độ pha cốt, thì chúng ta có thể nhìn thấy vào trong này. Đó, nó sẽ thay đổi chế độ ở trong. Nó sẽ thay đổi cái phần ánh sáng nó được chiếu từ chip LED ở đây và ra đầu bi xuống mặt đường, nó sẽ thay đổi. Chúng ta hay gọi là chế độ pha cốt đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía mặt dưới sẽ là một em quạt. Em quạt này có cái phần công nghệ là lút LED không dùi than. Thì thường là những cái sản phẩm mới sản xuất gần đây thì hay sử dụng những cái phần quạt có công nghệ là lút LED không dùi than. Nó sẽ tăng cái độ bền cũng như là cái hiệu suất của em quạt nó sẽ vượt trội hơn là những cái phần quạt mà sử dụng là chùi than. Những cái phần quạt sử dụng chùi than này khi chúng ta đi lâu ngày này, hoặc là chúng ta đi mưa, hoặc là khi chúng ta đi rửa xe thì nước nó sẽ vào đây, thì có thể là nó sẽ làm kém cái phần cổ góp, nó dẫn đến là cái quạt nó sẽ chập chờn, có thể là nó sẽ quay hoặc là nó không quay. Hoặc là khi chúng ta đi với một thời gian dài thì cái phần chùi than đó nó mòn thì cái em quạt này nó sẽ không quay được. Đối với lại những em quạt mà sử dụng công nghệ lút LED không chùi than thì nó sẽ không bao giờ có cái hiện tượng là bị chập chờn khi mà đi rửa xe hay là đi mưa hoặc là hết chùi than như những cái thế hệ quạt cũ trước đây. Đó, đây cũng là một sự nâng cấp cải tiến khá là đáng để chúng ta có cái lời khen cho những cái sản phẩm mặc dù là giá rẻ. MB này khi nhà sản xuất công bố với cái mức giá cũng khá là dễ chịu cho một MB như này, thì những cái mà chúng ta nhận lại thì nó sẽ cao cấp hơn là cái mức giá của em này. Và tiếp theo thì ở phía mặt trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần bầu xi nõn ở đây, nó là cái phần chó phản xạ. Cái phần chó phản xạ của em này được làm cực kỳ là đẹp đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là nó bóng loáng cả mặt trong lẫn mặt ngoài, được làm phủ một lớp bóng nhoáng như này. Và em chó phản xạ này được thiết kế khá là dài, nó chùm từ dưới phần chân ở đây lên đến tận cái phần đầu, gần đến đầu bi luôn. Nó sẽ giúp cho cái phần ánh sáng được tối ưu hiệu quả nhất có thể để đưa đến đầu bi ở đây. Sau khi được cái phần đầu bi ở đây hội tụ ánh sáng và được hắt xuống mặt đường, nó sẽ tăng cường cái ánh sáng mạnh mẽ hơn so với lại những cái mẫu bi cùng phân khúc là 2 inch như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần pad ở đây. Cái phần pad của MB này mặc dù có kích thước size chỉ có 2 inch, MB này khá là nhỏ, cầm gọn trong lòng bàn tay, nhưng cái phần size pad ở đây khá là to các bác nhé. Đó, cái phần size pad này ở đây khá là to và rất là dày. Đó, và người ta làm đặc luôn. Cực kỳ ok. Và MB này chỉ có hai cái lỗ để chúng ta bắt ốc ở hai bên này. Mặc dù là so với lại những cái mẫu bi 3 inch có khá là nhiều lỗ, MB này thì có hai lỗ ở hai bên này thôi. Thì nếu như nghe thì có vẻ là sẽ khó thao tác bắt lên những cái phần chóa, phần pha mà chúng ta độ. Nhưng MB này lại có một cái ưu thế khi mà lắp lên những cái chiếc chóa của chúng ta cực kỳ là dễ. Và tí nữa ở cuối video thì mình sẽ nêu lên cái phần dễ của những cái MB như thế này khi mà độ lên những cái chiếc xe và những cái chiếc pha đèn của những cái chiếc ô tô hay là những cái chiếc xe máy có cái phần pha cũng như là những cái phần chóa nó có kích thước khá là nhỏ, thì chúng ta độ những cái phần bi này và cực kỳ là ok. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ là cái phần đuôi gen. Thì cái phần đuôi gen này thì nhà sản xuất thì họ sẽ bận sẵn ốc vào đây cho chúng ta. Và cái phần đuôi gen này nó khá là hay, nó sẽ vừa cho cái phần size của những cái phần lỗ trên những cái chiếc pha, ví dụ như chân H4 này, chân 9905 này, chân H7 đều ok hết, hoặc là chân H11 đều ok. Những cái chiếc pha mà có những cái size mà dùng cỡ chân H11 thường là những cái size đó nó có cái lỗ khá là bé, thì chúng ta cho cái phần lỗ của cái đuôi gen này vào cũng khá là ok, đều vừa. Và hơn thế nữa là cái MB này nó cực kỳ là nhỏ gọn, nó khá là nhỏ. Các bạn có thể thấy là mình cầm lọ gọn trong lòng bàn tay như thế này, thì cái việc độ chế lên những cái chiếc xe máy cũng như là những chiếc ô tô, đặc biệt là những cái chiếc chóa nhỏ, ví dụ như là những cái chiếc chóa xe gym, thì ở clip trước thì mình đã có một cái video hướng dẫn độ chi tiết MB này lên những cái chiếc pha xe gym cực kỳ là ok đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở phía sau này nó sẽ có ba cái cọng dây chính thò ra như thế này. Thì ở đây giới thiệu với các bạn, nó chính là cái cọng dây đi từ màn chập này ra, thì chúng ta sẽ nối vào dây chế độ pha cốt ở trên xe. Thì ở đây sẽ có là một cái rắc nhỏ như thế này, thì nó sẽ là cái rắc để cấp tín hiệu cho chip LED sáng. Và ở đây sẽ có thêm một cái rắc nhỏ nhỏ như thế này nữa. Đó, nó sẽ là cái dây dành cho cái phần quạt ở đây, nó quay để làm mát cái phần bi này. Và em bi này sẽ có cái phần công suất, thì mình sẽ test thực tế ở đây. Thì cái phần công suất của nhà sản xuất họ có đưa ra cho MB này ở chế độ cốt là chế độ pha là 40W. Thì bây giờ thì mình sẽ test cái phần công suất thực tế của cái MB này, xem là cái phần công suất thực tế của MB này nhà sản xuất họ cung cấp thông số cho chúng ta nó có trùng khớp mấy lại trên cái máy đo của mình ở đây hay không. Rồi thì mình sẽ kết nối các cái rắc ở đây để mình test.
Hiện tại là giải điện áp mình đang cấp từ cái máy test công suất của mình đang là hơn 14V. Rồi thì mình sẽ test ở chế độ code xem là cái phần công suất của em này nó sẽ đạt là bao nhiêu watt. Đó, ở chế độ code của em này thì các bạn có thể nhìn thấy là đang là 30W. Đó, 2948 gọi là 30W. Cái công suất của nhà máy họ công bố cũng khá là chính xác với lại cái máy test của em ở đây. Và bây giờ là em sẽ test cái phần công suất ở chế độ pha. Và đây sẽ là phần công suất thực tế ở chế độ pha. Đó, ở chế độ pha của MB này, cái phần công suất nó đã lên là 40W. Và dòng tiêu thụ của MB này nó là 2,7A. Cái phần công suất của MB này cộng với lại dòng tiêu thụ của MB này nó khá là thấp. Như thế này thì nó sẽ phù hợp cho những cái chiếc xe số phổ thông hoặc là những cái chiếc xe ô tô đời cũ mà chúng ta cần tăng sáng thì nó khá là ok, nó khá là đảm bảo cho cái việc là chúng ta di chuyển nó sẽ không bị hao hụt đường điện. Vì là những cái chiếc xe máy thì các bạn có thể biết là cơ cấu phần cứng của những cái chiếc xe máy phổ thông thì cái phần điện nó khá là yếu. Thì nếu như chúng ta độ những cái phần bi có cái phần công suất nó lớn quá thì những cái chiếc xe đó nó sẽ không cung cấp đủ dòng điện cho cái bình ắc quy cũng như là những cái phần đèn và những cái hệ thống điện ở trên những cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ không đủ điện để chúng ta vận hành nó một cách bình thường. Vì những cái phần bi như thế này nó có cái phần công suất nó khá là ok, nó khá là ổn định như các bạn cũng vừa thấy là mình test ở đây. Thì nó sẽ cho cái hiệu quả chiếu sáng nó sẽ vượt trội hơn so với lại những cái phần bi khác có cái phần công suất nó cao. Đó, thì nếu như chiếc xe của chúng ta nó là những cái chiếc xe mà có phần công suất nó ổn định, dòng điện máy nó cấp lên bình ắc quy nó khỏe thì chúng ta có thể là độ những cái phần bi có phần công suất nó cao cũng khá là ok. Còn nếu như những cái chiếc xe mà có cái phần công suất để nạp vào cái bình ắc quy nó yếu mà chúng ta độ những cái bi có công suất cao thì cái lượng điện nó sẽ giảm và cái lượng điện nó sẽ giảm nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của bi cũng như là cái độ sáng của bi, nó sẽ không sáng được mắc cái phần công suất ở trên cái bi này. Đó, nên là khi chúng ta muốn độ chế lên những cái chiếc xe máy hay là những chiếc ô tô thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ cái phần công suất để khi chúng ta lắp đặt lên những cái chiếc xe đó nó sẽ đảm bảo và nó sẽ phù hợp cho những cái chiếc bi này nó hoạt động một cách là hết công suất thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả ánh sáng chiếu xuống mặt đường nó tốt nhất có thể. Và cái phần ánh sáng của MB này được nhà sản xuất người ta có công bố, cái phần ánh sáng của MB này nó sẽ là giải màu 6000 Kelvin, nó là một giải màu trắng sạch cực kỳ là sang trọng và lịch sự. Về cái giải màu 6000 Kelvin này thì các bạn có thể thấy là những cái chiếc xe hơi đời mới hiện tại vừa mới ra thị trường hiện nay thì thường là các nhà sản xuất họ hay đầu tư cho những cái chiếc xe đó là những cái phần bi LED hoặc là những cái phần bóng LED đều sử dụng là cái giải màu là 6000 Kelvin. Nó sẽ phát cái giải màu 6000K xuống mặt đường thì nó sẽ giả lập ánh sáng ban ngày, nó tiềm cận với lại giải ánh sáng ban ngày thì nó sẽ giúp cho con mắt của chúng ta nhìn xuống mặt đường nó sẽ tốt hơn và cái việc chúng ta quan sát xuống mặt đường nó sẽ chi tiết nhất có thể. Và cái giải màu 6000 khi chúng ta độ những cái phần bi lên xe có cái giải màu như vậy thì nó sẽ cho cái xe của chúng ta nó sẽ có một cái cảm giác là lịch sự và hiện đại. Đó, cái giải màu 6000K nhìn thì cực kỳ là hiện đại đối với lại những cái chiếc xe thế hệ mới hiện nay. Thì các bạn có thể thấy là những cái chiếc xe Honda SH này hoặc là những cái chiếc xe Honda Lead hoặc là những cái chiếc xe như dòng xe hơi ví dụ như là những chiếc Santa Fe 2021 này, Mazda CX-5 thì đều sử dụng những cái phần chip LED có cái giải màu phát quang là 6000 Kelvin, nó cực kỳ là đẹp và sang trọng. Và tiếp theo là khi các bạn order một cái phần bi có kích thước là 2 inch của thương hiệu AS như thế này thì bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn nó chính là những cái phần chụp si. Đó, thì đây sẽ là những cái phần chụp si hàng xịn chính hãng. Thì những cái phần chụp si như này nó sẽ không có nằm kèm theo trong hộp của sản phẩm như các bạn cũng đã thấy là mình vừa mới khui hộp cái sản phẩm nó ra. Thì ở bên mình khi các bạn order một cái sản phẩm của thương hiệu IS có kích thước là 2.0 inch như ở đây mình đang có thì bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn là những cái phần chụp si như thế này. Những cái phần chụp si như thế này thì nó sẽ khá là khó tìm ở trên thị trường và bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn khi mà độ lên những cái chiếc xe thân yêu của các bạn thì những cái chụp si như thế này nó sẽ là đồng bộ với lại những cái phần bi như thế này, nó có kích thước là giống nhau và bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà gắn những cái phần bi này lên những cái chiếc xe thân yêu của các bạn, nó cực kỳ là dễ. Đó, thì như lúc đầu các bạn có thể thấy là cái phần bi này nó chỉ có hai lỗ ở hai bên này đúng không ạ? Đó, và ở trên cái phần chụp si này thì chúng ta sẽ có hai phần lỗ ở hai bên này, nó cực kỳ là tiện lợi cho chúng ta. Thì khi chúng ta độ lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta thì chúng ta sẽ chụp như thế này, đồng thời là chúng ta sẽ vặn ốc từ cái phía đằng sau này, nó sẽ xuyên ra đằng trước và nó sẽ bắt vào cái phần chụp si như ở đây mình đang chỉ. Nó cực kỳ là dễ và đơn giản cho chúng ta. Đó, nó sẽ rất là dễ khi mà chúng ta hãng. Và bây giờ là mình sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi AES có phần kích thước size bi là 2.0 ở đây.